ăn cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Mình ăn bánh mì nữa nè các bạn. Bánh mì với rau, với ớt, với bơ đậu phộng. Tưởng mình kiếm gì mình ăn không? Phộng đậu phộng mình ăn còn nhiều hết. Bạn biết mình ăn sao không? Cái ổ bánh mì gì phải không? Cái mình chẻ ra. Ở trong tủ lạnh đó các bạn có gì mình đem ra mình ăn đó. Rồi xong rồi mình tự chế biến ra, mình ăn thấy nó lạ lạ. Bánh mì các bạn, cái mình chét bơ đậu phộng lên vậy nè, thơm lắm, đậu phộng thơm lắm. Cái dâu này chín nè các bạn, cắt cái cuốn mình bỏ. Cả nhà biết sao mình ăn kiểu này không? Tại vì đậu phộng thì nó khô phải không? Rồi khô mà nó béo không à? Bánh mì khô, đậu phộng thì nó béo. Còn dâu này đó thì nó hơi chua chua ngọt ngọt á, làm cho mình dễ ăn á. Nếu như ăn bánh mì với đậu phộng không á, thì nó hơi ngán. Có dâu vô á, thì nó làm cho mình bớt ngán. Cả nhà ăn với mình nha. Ngon lắm đó các bạn. Bánh mì ăn khát nước quá nước này mình mua 1 đồng một chai các bạn. Giờ các bạn biết mình ăn gì không? Có chè ớt á.
ớt thì nó giòn. Ớt này ớt ngọt á nha. Cả nhà biết sao mình ăn gì không? Tại vì mình muốn cho mình ốm, mình phải ăn rau củ. Nhà thấy mình chét lên vậy ha, mình để miếng ớt lên nha. Vậy chứ ăn ngon đó các bạn. Ớt thì nó giòn hơn cái dâu. Cái dâu thì nó mềm, nó chua. Còn ớt này nó giòn mà nó ngọt ngọt. Mình nói cho các bạn nghe nha, lần đầu tiên mình mới ăn kiểu này đó. Tại vì các bạn biết sao, mình muốn á, quay cái gì đưa lên cho các bạn xem đó, mình mở tủ lạnh nha, mình thấy không còn gì hết á, để mình quay cho các bạn xem á, nên mình lấy bánh mì với dâu, mấy trái dâu với ớt với cái hũ đậu phộng mình ăn ở trong cái tủ lạnh đó, còn có bao nhiêu thôi, mình quay mình ăn cho các bạn xem đó. Mà mình làm như vậy mình thấy ngon đó, các bạn ăn thử đi, không có sao đâu. Khô cổ. Nhà biết sao, đậu phộng nó béo quá. Bây giờ mình không ăn bánh mì nữa, bánh mì khát nước quá. Bây giờ mình ăn bơ đậu phộng với trái cây này. Các nhà thấy mình múc cái muỗng nó méo xẹo. Bây giờ mình để vô đây nè, cái muỗng nó cao quá, mình đè xuống nó bị méo. Ngon đó cả nhà.
Dừa ớt đậu phộng. Ngon các bạn, mình làm mình thấy ngon, nhưng nó lạ lạ, ăn thấy nó lạ cái miệng của mình. Dâu quá thì chua hơn ớt, ớt ngọt hơn. Cái dao này không có bén gì, nó hơi lực. Ở nhà thấy ngon. Cả nhà thấy trái ớt nó ngộ quá nè, nó muốn lên cây trong cái hộp á, lạ quá nè. Không phải, tại vì cái hộp nó lạ, nó bự, nó xanh. Trong này cũng ăn được không, giòn. Nó giòn mà nó không có ngọt, ở ngoài này nó mới ngọt.
ăn cái gì á các bạn, mình cũng thích ăn ăn bơ đậu phộng ha, béo dễ ăn. Cái ớt mình mua mình để cũng mấy ngày trong tủ lạnh rồi nên nó bị hơi héo héo, cắt nó hơi khó tí. Ngon đó các bạn, ăn với mình nha. Ngon lắm. Ăn bánh mì các bạn, khát nước. No rồi các bạn ơi. Đó. Ở nhà làm ăn thử đi nha. Rau á, mình chét cái bơ đậu phộng lên ăn ngon. Còn bánh mì thì mình chét lên, nếu như không có rau á, thì mình ăn bánh mì với bơ đậu phộng cũng ngon. Mà phải có chai nước nha cả nhà. Nếu không có chai nước nó làm cho mình khô cổ. Các bạn mua về ăn thử nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.